sẽ chuyển qua nhà mới ở trong Minecraft. Có vẻ là ngôi nhà cũ đã không còn hợp với hai đứa tụi tôi nữa, nên là ở trong video này tụi tôi sẽ chuyển qua một ngôi nhà mới ở trong một ngôi làng mới luôn. Giữa nhà cũ và nhà mới, nếu các bạn thích nhà nào thì cũng đừng quên là comment bên dưới. Nếu mà các bạn thích nhà cũ hơn thì tôi sẽ quay trở về với nhà cũ, còn nếu mà các bạn thích nhà mới thì tôi sẽ ở luôn nhà mới và sẽ trang trí nhà mới luôn nha. Còn bây giờ đi, bắt đầu chuyển nhà thôi nào. Mấy bạn ơi, mấy bạn ơi, video này chỉ mang tính chất giải trí. Sau những giờ làm việc và học tập mệt mỏi, không cổ xí cho bất kỳ hành động xấu nào hết, và tuyệt đối không được bắt chước làm theo với mọi hình thức luôn nha. Còn bây giờ thì chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mấy bạn ơi, lần chuyển nhà lần thứ N luôn. Mấy bạn ơi, tôi không biết là chuyển nhà tới bây giờ là biết bao nhiêu cái nhà luôn rồi, nhưng mà tôi với MC Go đã trao đổi với nhau là sẽ quyết định là sẽ chuyển một ngôi nhà mới trong một làng mới, phải nói là đẹp hơn nữa. Ở trong thành phố tại xe xịn quá trời luôn rồi, xong CEO tự nhiên đưa cái ý kiến là chuyển ngôi nhà mới, tôi cũng biết tại sao luôn mọi người ơi. Đó, nên là mấy bạn thích nhà nào cũng đừng quên là bình luận phía dưới luôn nha. Đây là nhà cũ của tôi và nhà của tôi hiện tại của tôi với ông CEO luôn nha. Mỗi người một phòng chứ phải ở chung nha mấy má. Rồi đây, tôi sẽ tham quan lại lần cuối cho cái căn nhà này của tôi cho các bạn thấy, là để các bạn có thể mà so sánh xem nhà nào đẹp nhất nha. Đây là nhà cũ của tôi nè, đây là phòng khách nè. Ui, nhìn nó sang xịn mịn quá trời luôn. Còn cái này là phòng của ông Sigo nha mọi người. Đó, nếu mà các bạn nào xem video của tôi nhiều, các bạn cũng sẽ biết đây là phòng của ông Sigo nè. Trong đó có nhà vệ sinh nè, này vừa phòng ngủ và phòng làm việc luôn nè. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có là một cái căn phòng khác. À không, phòng của tôi các bạn ơi nè. Đây, phòng của tôi bên đây, phòng của tôi là mạ vàng kim cương luôn. Này, đây là phòng của mình nha mọi người ơi. Đó, một cái màu tím rất là đẹp luôn. Trời ơi, tôi không nỡ xa cái nhà này mọi người ơi. Mà ông Sigo nhất quyết cũng đòi chuyển đi, không biết tại sao luôn á. Tôi kêu là thích cái nhà này luôn. Trời ơi, nhìn cái giường nè, nằm hơi bị đã luôn. Rồi đó, đây là cái phòng ngủ của tôi nè. Hình như ở đây là nhà vệ sinh rồi. À đây rồi, nhà vệ sinh của tôi mạ vàng nha, bồn cầu mạ vàng luôn nha. Đó, cái vòi nước cũng mạ vàng luôn nha mấy bạn ơi. Đây rồi, ở dưới đây thì chúng ta sẽ có là cái tượng vàng. Trời ơi, cái nhà già như vậy không biết tại sao, không hiểu sao ông đòi chuyển đi, không hiểu luôn á. Đây là nhà bếp của tụi tôi nha mọi người. Đây, và ở ngoài thì sẽ có là hồ bơi nè, và một chỗ để có thể mà ngồi nghỉ ngơi nè, ngoài trời luôn nha. Đó, ủa hồ bơi đâu? Tôi nhớ đây có, à đây rồi, hồ bơi ở đây nè mọi người ơi. Đó, trời ơi, nhà đẹp vậy đòi chuyển đi không hiểu sao luôn á. Ở đây là cái phòng, trời ơi, nhà giàu hết sảy con bà bảy luôn má ơi. Ở đây chúng ta sẽ dưới đây thì thì ra là ở đây là mình có thể đi bơi xuống dưới. À đây là hồ cá bạn ơi. Biết rồi, cái nhà của tôi mà tôi cũng nhớ đây, nhà tôi có hồ cá luôn á mọi người. Ở đây là một cái kho nhé bạn ơi. Đó, trong đây là một cái kho nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên lại là tầng trên đây, đây là chỗ để đồ thôi. Đó, nói chung thì đó là nhà, phong cảnh nhà tôi nhớ như em Sigo luôn nha mọi người. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau mà chuyển qua nhà mới. Trời ơi, cái nhà này nó còn có cả xe. Ủa, xe máy tôi đâu rồi? Ủa, cái xe máy của tôi đâu rồi ta? Cái gì kỳ vậy? Tôi nhớ là cái xe máy của tôi để đây mà. Hay là chắc là ông Gốm đem đi, nay ông đi du lịch Đà Lạt hay sao rồi mấy bạn ơi. Đó, chắc là ông lấy cái xe máy ông chạy đi rồi. Thôi bây giờ là tôi sẽ chạy tạm chiếc xe cảnh sát này để tôi đi qua nhà mới. Ê, chưa gì mới trộm vía mở màn đi qua nhà mới cái là đụng vô cái hát nước nhà cũ rồi là sao vậy rồi. Sao cái xe này nó khó đi quá các bạn ơi. Có thể nào mà tìm cho tôi một cái chiếc xe khác được không? Trời ơi, từ từ, để giờ để mình đi tìm một chiếc xe khác. À, bye bye hàng xóm nha. Chú hàng xóm cầm cái gì vậy? Ê, đừng nói cầm hàng nha. Thôi ơi nha, chú hàng xóm ơi, đây rồi, xe đạp, xe đạp, xe đạp. À đâu, xe mô tô nè bạn ơi, không biết xe mô tô này của ai nhiều, thôi kệ, cứ lấy chạy đi. Đấy rồi. Ủa sao cái xe ô tô nhà tôi là sao nó bị đâm trước cửa đây vậy? Chắc chắn là ông Sigo chạy không ai luôn chứ không ai ngoài ổng á. Rồi, ui, tôi chuẩn bị bye bye làng cũ của tôi rồi bạn ơi. Trời ơi, bạn nào thấy làng cũ này của tôi đẹp cũng đừng quên là comment bên dưới và chấm điểm luôn nha. Đó, đây là xung quanh làng cũ của tôi nè, trời ơi, hoài niệm quá mọi người ơi. Mà bây giờ tự dưng đâu chuyển đi thì nó cũng hơi buồn. Nói chung là tôi sẽ đi dạo vòng vòng để có thể mà tôi tạm biệt nơi này nha. Tôi đi tới chỗ nào rồi, đáng lẽ tôi phải đi vô thành phố chứ mà sao tôi đi lộn chỗ nào rồi mấy bà ơi. Rồi rồi, để mình đi lại qua đây nè. Đó, giờ là tôi đi dạo vô thành phố thế thì tôi có thể mà hoài niệm về chỗ cũ mà tôi đã từng ở. Nhưng mà cái thành phố này nó hơi to nha, đi qua đi lại sao cuối cùng lại đi về là sao vậy? Ủa alo, thôi mệt quá bạn ơi, thôi bây giờ chúng ta cùng nhau di chuyển qua nhà mới luôn đi chứ. À thôi, đi đường tắt luôn đi. Đây, woo, ok
qua bằng kinh khí cầu luôn mọi người ạ. À. Rồi, ui, đây là làng mới của tôi. Trời ơi, là trời sao làng nhìn nó cứ hiu quạnh. Trời ơi, gió thổi, lá cây bay tứ tung xung quanh tôi luôn mọi người ơi. Rồi, ui, tôi nhìn thấy có cái màu tím phía trước. Có lẽ là nhà tôi mọi người ơi. Tại vì ông Sigo là người mua mấy cái miếng đất này, chứ tôi đâu phải là người mua nên tôi cũng không có lực lựa nhà luôn mấy bạn ơi. Đó, ở bên kia có một ngôi nhà màu xanh này đấy rồi. Ngôi nhà màu tím này chắc chắn là của tôi luôn rồi mấy bạn ơi. Không phải ai chắc chắn là của tôi, sao lại là for sale. Bỏ, không bỏ được, không bỏ được các bạn ơi. Oh my god, trời ơi, cái nhà của tôi chưa bao giờ tôi được cái nhà to trời bá lửa như này luôn hả với mọi người luôn. Từ đó tới giờ tôi chơi Minecraft tôi chưa bao giờ được cái nhà mà ở cái nhà mà to màu tím như này luôn. Ui, thế mọi người luôn, nó to trà bá lửa luôn. Rồi bây giờ là tôi sẽ đi vô tôi khám phá thử nhà mới này của tôi như nào. Trời ơi, đúng là có ông anh đáng đồng tiền bát gạo quá trời, ổng mua cho mình cái nhà full y chang màu tím như này. Trời ơi là trời. Rồi rồi rồi, để tôi đi vô thử xem trong đây coi ngôi nhà mới tôi có cái gì nha. Vô nhà mới thì tôi không có gì trơn vậy. Ủa sao nhà mới của tôi nó trống trơn vậy? Ủa cái gì mà sao mình nó trống trơn không có cái gì luôn. Rồi sao mà review nhà cho mấy bạn xem, cho mấy bạn chấm điểm đây. Ui, nhưng mà được cộng 1 điểm 10 cho ngôi nhà này là có hồ bơi mọi người ơi. Rồi còn có cả cái ván mà nhảy xuống mà trời ơi, có cả nắp cao nắp thấp luôn nè. Ôi, và phía sau đây, ui phía sau đây nó có sẵn biển luôn nè. Ui, nhưng mà nếu mà tôi tắm biển ở đây là tôi sẽ được nhìn ra ngoài biển thiệt luôn. Ui, không khác nào Vũng Tàu luôn. Trời ơi là trời, nhà này đáng đồng tiền bắt gạo quá trời luôn mọi người ơi. Đó, nhưng mà nhà này vẫn chưa được trang trí cái gì nha. Đây là vẫn đang là một ngôi nhà trống mọi người ơi. Tôi cứ tưởng là đã được trang trí hay cái gì, ai ngờ đâu là chưa. Từ từ, sao cái nhà gì cái mê cung vậy? Trời ơi là trời, nhà sao nhà tôi như cái mê cung vậy? Rồi bây giờ để tôi lên lầu xem thử coi coi nó có trang trí cái gì không. Ui, nó vẫn không trang trí cái gì thiệt luôn. Vậy nó để trống gì hay uống hả? Nhà ở ngoài bự chà bá lửa luôn. Cái này trang trí còn không biết trang trí tới khi nào luôn. Đó, bạn nào mà muốn tôi làm video trang trí nhà cũng đừng quên là comment bên dưới video luôn nha mọi người ơi. Rồi đi này cho nhanh nè. Đây. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tham quan tới nhà của ông Sigo. Thôi đập luôn cửa đi ra đi cho lẹ đi. Để cho nó nhanh mọi người ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua nhà của Sigo nha bạn. Trời ơi, đường nhà tôi qua nhà của ông Go. Trời ơi, nó lâu quá trời lâu, nó xa quá trời xa luôn á mọi người ơi. Rồi, đây là nhà của ông Go. Mà sao nhìn nhà của ông Go nó xấu quá vậy? Sao na cái mắt thẩm mỹ của ổng mà chọn cái ngôi nhà nó xấu quá vậy ta? Nếu bạn nào thấy nhà của ông Go là xấu hay là đẹp cũng đừng quên là comment phía dưới là chấm trên thang điểm 10 là từ 1 tới 10 nhà của ông Go được mấy điểm nha mọi người ơi. Theo tôi chấm thì xấu hơn nhà tôi 5 điểm, nhà tôi 10 điểm. Rồi bây giờ tôi sẽ đi vô tham quan nhà của ông Go xem thử luôn nha. Rồi ủa cái cửa to hơn nhà tôi luôn, không biết là có trang trí cái gì. Ui, sao cha nội này mua nhà cho ổng thì có trang trí, còn sao mua nhà cho tôi không có trang trí gì hết trơn vậy? Trời ơi, đẹp có cả tivi. Ê, tivi này hơi lõ nha. Tivi này hơi xấu nha, hơi lõ nha, kỳ quá nha. Rồi đây là có tủ nè. Ở tủ này cũng lõ nha. Ủa sao sau nay cái bác thẩm mỹ của ông Go mua cái nhà gì đâu mà sao nó cứ cổ cổ á mọi người. Ừ đúng là nó có nhà của ổng có trang trí mà sao nhìn nó cổ lắm luôn. Trời ơi, cái phòng nhìn như Mario vậy. Trời ơi, đây là phòng ăn nè. Còn ở bên đây là đâu rồi đây là đây là nhà bếp. À không, đây là nhà vệ sinh. Ê, cái nhà vệ sinh hơi xấu nha. Tôi chấm điểm, tôi nghĩ là thôi tôi về nhà cũ ở còn đẹp hơn luôn á. Đó, còn bên đây là phòng bếp nha mọi người. Sao phòng bếp gì đâu mà chật chội quá vậy trời. Cái nhà nó rất chặt luôn nha. Đây là gara để xe nè, gara để xe nè. Ok rồi, chúng ta sẽ đi lên lầu nè. Ai đi lên lầu thì là một phòng ngủ. Sao phòng ngủ nó cổ quá vậy nè. Phòng ngủ nhìn nó kỳ quá. Còn đây là nhà vệ sinh, có một cái bồn tắm đây luôn nè. Đó, nhìn cũng chiêu chiêu, cũng được, cũng chiêu chiêu các bạn ơi. Rồi, ở bên đây là tiếp tục theo phòng ngủ là một cái phòng ngủ hai giường. Đó, ông ngủ ai lại nhà sao mà có cả phòng ngủ hai giường, hay cho con lu nó ở. À, con lu nó ở mấy bạn ơi. Rồi, ở bên đây thì là một, ui, tôi thiết nghĩ là cái phòng ngủ siêu to khổng lồ là của ông Go luôn á. Chứ không phải ai nữa chứ, ông không ngủ cái giường nhỏ xíu ở ngoài đâu. Đó, ở đây còn có cả nhà vệ sinh sẵn luôn nè. Ê, nhưng mà cái nhà này nó cái theo kiểu trang trí tôi thấy nó không đẹp nha mọi người. Đó, các bạn ơi, nó không đẹp nha. Bạn nào thấy không đẹp thì cũng đừng quên là comment phía dưới và theo ý kiến cùng với tôi luôn nha. Chứ tôi nhìn qua cái nhà tôi cứ thấy nó sao sao á, tôi thấy nó đáng sợ quá mọi người ơi. Rồi, ủa sao nhà gì không có hồ bơi hả? Ủa sao, trời
Trời ơi, vậy là nhà ông vô gà hứng thú vậy bạn ơi. Nhà ông không có hồ bơi, nhà tôi là có hồ bơi, đây có cái bếp nè. Hãy coi ra tôi tìm hiểu xem coi nhà ông có hồ bơi không. Ui, à có hồ bơi, đây. Ở đây là cái căn ngồi nè, cái căn này như cái căn nghỉ ngơi đó. Đây rồi, ui dồi ôi. Trời đất ơi, nhà của ổng còn có cả cầu trượt luôn các bạn ạ. Gì mà sang xịn hơn nhà tôi vậy. Rồi đây là cái ghế hình ghế màu hồng nè. Đó, có mấy cái ghế ngồi đây chiêu chiêu nè. Ôi, nói chung là cũng được đấy, thấy cũng được rồi. Nhà ổng còn có cả cái bồn tắm sông hơi như thế này luôn nè mọi người ơi, nhỏ nhỏ ở phía trên đây. Và một cái chỗ mà có thể trượt xuống. Rồi từ từ, để tôi đi thử nha. Ây da, trời ơi, đụng trúng rồi. Ôi, còn có cả cầu trượt đó. Ê, xịn hơn nhà tôi luôn nha. Nhưng mà ở phía cái view này của ổng thì nó là view đồi núi mọi người ạ. Đó là view đồi núi, nhìn cũng không đẹp nhưng mà ui ôi, nhìn nhà phía xa như này của ông cô đẹp vãi nồi luôn mọi người. Đẹp hơn tôi luôn nè. Đây, đó. Các bạn có thể nhìn đây là nhà của ông cô hơi bị đẹp luôn. Trời ơi, nhìn cái view như này là trời ơi, không muốn về nhà luôn á mọi người ơi. Và đây là nhà của ông Sigo. Ủa, với đây còn có cả trồng cây luôn nè. Trời sao nhà của tôi là không có cái gì hết trơn vậy trời. Ê, hơi kỳ nha, ông Sigo này hơi kỳ nha. Nói là mua nhà cho hai đứa mà sao cuối cùng cái nhà ông đẹp hơn nhà tôi là không chịu nha ba. Không chịu nha, kiểu này là tôi không chịu luôn nha. Ok mọi người ơi. Và đó là hai căn nhà mới của tôi với ông Sigo. Và nếu mà các bạn thấy một trong hai căn nhà của tôi với Sigo, căn nhà nào là đẹp nhất đó thì hãy nhớ là chấm điểm phía dưới video. Và mọi người hãy cho tôi ý kiến là tôi với ông Sigo có nên chuyển qua nhà mới hay là ở lại nhà cũ hay không nha mọi người ơi. Và nếu mà ở bên nhà mới này thì sẽ không có làng hay cái gì hết đó, tôi phải xây lại hết từ đầu tới dách luôn. Mọi người hết căn nào mà cũng đừng quên là comment phía dưới nha. Nhưng mà heo tôi thích làng cũ hơn nha. Đó, cái thành phố cũ tôi ở cho nó đã, có xe đi lại còn đem có xe vậy trơn, nổi hất kỳ cục quá. Còn bây giờ đi, bye bye mọi người, theo video mình vào ngày mai nha. Bye bye.